Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Liệu thủ chính có ra tay đỡ đòn hiểm của Tôn, tránh cho đàn em sổ khám. Ngày 20 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã cho khởi tố Ngô Đình Chén, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và Trần Công Tỏ, cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính. Hai ông này bị khởi tố do sai phạm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower. Địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Tuy có lệnh khởi tố, có lệnh khám xét nhà, nhưng công an không bắt giữ người để điều tra, mà chỉ cấm đi khỏi nơi cư trú. Thêm một trường hợp khởi tố nhưng không bắt tạm giam. Cũng liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa. Như vậy là cả ba nhân vật liên quan đến sai phạm công trình Hạc Thành Tower đều bị khởi tố nhưng không bị bắt tạm giam. Đây là trường hợp không bình thường, bởi không tạm giam thì quá trình điều tra sẽ gặp khó khăn. Đó là chưa nói đến khả năng bị can bỏ trốn. Nhóm lợi ích chính trị Thanh Hóa cũng được xem là nhóm mạnh, với một ủy viên Bộ Chính trị và bốn ủy viên Trung ương Đảng. Tuy Thanh Hóa chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị, nhưng nhân vật này là Thủ tướng Phạm Minh Chính, người được xem là có quyền lực đứng thứ nhì trong hệ thống chính trị Việt Nam, chỉ sau ông Tổng Bí Thư. Nhưng dù cho ông Phạm Minh Chính quê gốc Thanh Hóa, nhưng sự nghiệp chính trị của ông thì hầu hết là ở Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông vẫn được xem là nhân vật đầu tàu của nhóm lợi ích Thanh Hóa. Vì là nhân vật có thực quyền lớn đứng thứ nhì, nên khi ông Nguyễn Phú Trọng tấn công vào sào huyệt của ông Thủ tướng thì luôn gặp trở ngại rất lớn. Cho tới nay, ông Tô Lâm vẫn chưa làm gì được dàn cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dưới trướng ông Phạm Minh Chính khi ông này làm bí thư tỉnh. Ngày 29 tháng 12 năm 2023, ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư Thanh Hóa bị khởi tố nhưng không bị bắt tạm giam. Khởi tố một cựu ủy viên Trung ương Đảng như ông Trịnh Văn Chiến thường do Bộ Công an ra tay. Tuy nhiên, đối với vị đồng hương này của ông Thủ tướng thì Bộ Công an lại để cho Công an tỉnh thực hiện. Mặc dù ông Phạm Minh Chính đã rời khỏi Bộ Công an từ năm 2011, nhưng ông Chính vẫn cài người ở lại bộ này. Tô Lâm không thể kiểm soát hoàn toàn Bộ Công an. Việc khởi tố một cựu ủy viên Trung ương Đảng được đẩy xuống cho Công an tỉnh thực hiện không phải là ngẫu nhiên, mà rất có thể có bàn tay quyền lực nào đó can thiệp. Bởi khi đẩy vụ án xuống cho công an tỉnh thì thế nào cũng xảy ra hiện tượng cả nể mà không dám mạnh tay, bởi giám đốc công an tỉnh là người dưới quyền bí thư tỉnh. Tuy Trịnh Văn Chiến đã hết quyền lực, nhưng cái uy trong chính quyền tỉnh thì vẫn còn. Việc khởi tố mà không bắt tạm giam đã là một sự bất thường, và điều tra một ủy viên Trung ương Đảng mà lại được đẩy xuống cho công an tỉnh thực hiện cũng là điều không bình thường nữa. Những dấu hiệu này cho thấy có thể có một bàn tay quyền lực nào đó can thiệp, nhưng rất khó để khẳng định vì không có bằng chứng. Một số người nghi ngờ có khi nào ông Phạm Minh Chính đã can thiệp để các đồng hương của ông khỏi phải sổ khám hay không. Việc khởi tố mà không bắt tạm giam cũng từng xảy ra với trường hợp của ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Phiên xét xử ông Thản diễn ra vào năm 2023 đã dừng lại giữa chừng vì tòa án trả hồ sơ về cho cơ quan điều tra. Không biết đến bao giờ vụ án của ông Lê Thanh Thản mới bắt đầu xét xử trở lại. Ông Lê Thanh Thản bị Công an Hà Nội khởi tố nhưng không bắt tạm giam. Ông hiện giữ lá bùa là bốn câu thơ do Tổng Bí thư ban tặng. Vụ án của ông Lê Thanh Thản cũng diễn ra không bình thường. Rất có thể có ai đó đã can thiệp vào để ông chủ của Mường Thanh không phải ngồi tù chăng? Ở nhà nước tự xưng là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa này, luật pháp không thống nhất, tiêu chuẩn kép được áp dụng tràn lan. Những người thực thi pháp luật lại vi phạm quy trình tố tụng, cố ý uốn nắn để làm sao cho có kết quả theo ý họ. Với tù nhân lương tâm thì từ không có tội họ sẽ ép thành có tội. Với quan chức họ lại tìm mọi cách để giảm tội hoặc thậm chí là khởi tố nhưng không bắt giam, không xét xử như các trường hợp nêu trên. Ở xứ này, pháp luật không bằng quyền lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Liệu thủ chính có ra tay đỡ đòn hiểm của Tô, tránh cho đàn em sổ khám? Người Việt bị giam giữ trong hang ổ lừa đảo tại Myanmar.
Ngày 19 tháng 1, AFA tiếng Việt có bài Một người đàn ông Việt Nam nói anh bị giam giữ trong hang ổ lừa đảo cùng với hàng ngàn người. AFA cho biết Myanmar đã trở thành điểm nóng của nạn buôn người kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021. AFA dẫn lời kể của Nguyễn, tên nhân vật đã được thay đổi, cho biết trong vòng 6 tháng kể từ khi bị lừa bán qua biên giới Thái Lan và bị đưa vào một khu chuyên thực hiện các hoạt động lừa đảo ở Myanmar, anh đã gửi đi vô vàn tin nhắn để phục vụ cho công việc mà anh bị cưỡng ép phải làm. Cuối cùng, khi những kẻ canh giữ không để ý, anh đã vội vàng soạn thảo một email gửi tới một phóng viên của AFA. Hình ảnh bài trên AFA. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó với ban Việt ngữ AFA, Nguyễn cho biết anh là một trong hàng ngàn người bị giam giữ tại một khu liên hợp có tên là KK Park ở bang Kayin, một trung tâm nổi tiếng với các hoạt động lừa đảo. Theo AFA, vào tháng 10 năm 2023, các nhà chức trách đã giải cứu 200 người khỏi KK Park. Trong số đó có ít nhất 61 công dân Việt Nam, nhưng anh Nguyễn không nằm trong số những người may mắn ít ỏi này. Anh Nguyễn đã chia sẻ thông tin về vị trí, nơi làm việc và nơi ở của anh hiện nay, các bức ảnh khu nhà và tên của 7 nạn nhân bị lừa đảo. Hai trong số những nạn nhân này đã chứng thực việc họ bị lừa tiền. AFA dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc, theo đó trong khu vực Đông Nam Á ước tính có khoảng 120.000 người đã bị lừa bán vào các trung tâm lừa đảo, nơi họ thường xuyên bị đánh đập và giam giữ. Sau cuộc đảo chính của phe quân sự vào năm 2021, tình trạng bất ổn rộng khắp ở Myanmar. Điều này đã tạo cơ hội cho các tổ chức tội phạm xây dựng hang ổ để lừa đảo trên mạng. Hình ảnh khu liên hợp KK Park. AFA cho hay, Nguyễn đã gửi một hình ảnh vệ tinh, đồng thời ghim đánh dấu địa điểm cơ sở nơi anh bị giam giữ, cũng như một loạt các bức ảnh cho thấy một mạng lưới các khu nhà ở giống như ký túc xá với quần áo được phơi ở phía lan can bên ngoài. Anh cho biết các hoạt động tội phạm được điều hành bởi một công ty cũng được gọi là KK Park, sở hữu bởi một chủ người Trung Quốc và quản lý bởi một phụ nữ người Việt. Công ty này được hỗ trợ bởi một chi nhánh của Liên minh Quốc gia Karen, một nhóm người dân tộc Karen đã chiến đấu chống lại quân đội Myanmar trong một chiến dịch nổi dậy kéo dài. Nguyễn cho biết, anh và những người bị giam giữ khác phải thực hiện một trò lừa đảo được gọi là mổ lợn. Theo đó, họ bị ép giả vờ làm đại diện của công ty Honda Việt Nam, nhắn tin cho các nạn nhân tiềm năng và thuyết phục họ gửi tiền mua phụ tùng ô tô hoặc các sản phẩm ô tô khác để bán lại và hưởng mức hoa hồng cao. Sau khi nhận được hoa hồng thành công cho các phụ tùng nhỏ, các nạn nhân được khuyến khích chuyển tiền để mua các thiết bị đắt tiền hơn và rồi nhận được thông báo rằng tài khoản của họ đang bị đóng. Hình ảnh ký túc xá tại KK Park, nơi giam giữ những nạn nhân buôn người. Anh Nguyễn kể, anh đang nhận được việc làm có lương tốt ở Thái Lan. Người ta hứa hẹn trả lương cho anh với mức cao gấp đôi mức lương trước kia của anh. Anh Nguyễn đã bị lừa qua biên giới Thái Lan đến Myanmar. Anh bị tịch thu hộ chiếu, đồng thời bị buộc phải ký hợp đồng một năm và phải thực hiện các định mức do công ty đặt ra. Mỗi người bị giam giữ phải lừa được ít nhất 280.000 đô la một tháng. Những người không đạt được mức doanh số này sẽ không được ăn và bị đánh đập. Anh Nguyễn cho biết anh đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Myanmar, nhưng lại được họ trả lời rằng họ không thể giúp đỡ vì khu vực này không do quân đội Myanmar kiểm soát. Anh Nguyễn cho biết những kẻ bắt giữ nói rằng họ sẽ thả anh nếu có thể trả khoảng 9.500 đô la Mỹ, một món tiền mà cả anh và gia đình đều không hy vọng vay mượn hay quyên góp được. Tôi muốn đưa ra lời cảnh báo để không còn người Việt nào bị lừa và đưa đến đây như tôi. Tôi hy vọng rằng Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar sẽ hợp tác để đập tan các băng nhóm như KK Park để tôi và những người Việt Nam khác có thể trở về nhà an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt bị giam giữ trong hang ổ lừa đảo tại Myanmar. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d